Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Đào Xuân Thành, hiện tôi đang làm việc tại Trung tâm Đông Phương Y Pháp thuộc Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Thuốc Dân tộc tại số nhà 31 ngõ 70 phố Nguyễn Thị Định. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài xoa bóp của trung tâm về bệnh đau cổ vai gáy. Tôi xin giới thiệu qua về bệnh nhân. Bệnh nhân đã đau cổ vai gáy cách đây 1 tháng. Công việc làm việc văn phòng, thường xuyên phải ngồi lâu, điều hòa lạnh. Sau đây tôi sẽ làm quy trình bấm huyệt một bệnh nhân đau cổ vai gáy trực tiếp tại trung tâm. Đầu tiên chúng tôi thăm khám bệnh nhân đã thấy bệnh nhân là co cứng vùng cổ vai do ngồi lâu làm việc dưới điều hòa lạnh. Bệnh nhân đã đau cách đây 1 tháng và hôm nay đã đến với trung tâm. Đầu tiên là với bệnh nhân này thì tôi đã sẽ day cho mềm vùng cổ vai. Đối với trường hợp co cứng này thì chúng ta sẽ day từ nhẹ đến mạnh dần, từ ngoài vào trong, từ ngoài bả vai vào trong vùng cổ. Chúng ta sẽ tập trung day chủ yếu vùng huyệt đại trùy kiên tỉnh và phong trì. Khi day thấy cảm giác cơ của bệnh nhân mềm ra, chúng tôi bắt đầu tiến hành bấm huyệt cho bệnh nhân. Chủ yếu bệnh nhân đau vùng cổ gáy này thì máu lưu thông lên não sẽ rất kém và thường xuyên gây đau đầu. Đối với bệnh nhân này sẽ đau đầu, mất ngủ là triệu chứng của bệnh nhân khi đến đây chữa, và đau cứng vùng cổ vai gáy. Chúng tôi sẽ trực tiếp bấm vào huyệt phong trì khi đã day mềm ra. Sau khi bấm huyệt phong trì hai bên thì chúng ta có thể bấm huyệt kiên tỉnh. Tiếp theo tôi sẽ bấm huyệt kiên tỉnh của bệnh nhân vì bệnh nhân đau cứng vùng vai. Sau khi bấm huyệt kiên tỉnh, có thể chúng ta bấm tiếp luôn huyệt đại trùy. Trong trường hợp như của bệnh nhân tháng này đến với chúng tôi, anh ta kèm theo cái bệnh lý đó là do đau cổ vai gáy dẫn đến mất ngủ nữa, thì chúng ta khi bấm xong vùng cổ vai gáy này, chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa ra và bấm huyệt thái dương bách hội để giúp cho bệnh nhân giảm đau đầu, giảm căng thẳng, ngủ dễ hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa và bấm tiếp huyệt thái dương của bách hội. Tiếp đến là hai huyệt thái dương, chúng ta cũng phải trước hết là day nhẹ nhàng cho mềm, giảm căng thẳng đã.
sau đó là bấm. Tiếp đến là việc tách hộ. Chúng ta cũng danh trước tiên là bấm việc tách hộ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một bài mô phỏng lại quy trình chữa đau cổ vai gáy tại Trung tâm Đông Phương Y Pháp. Thực tế quy trình này kéo dài khoảng 3 đến 40 phút. Quý vị và các bạn có nhu cầu chữa về cổ vai gáy, xin quý vị và các bạn đến tại Trung tâm Đông Phương Y Pháp thuộc Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Thuốc Dân tộc tại địa chỉ số nhà 31 ngõ 70 phố Nguyễn Thị Định. Công ty mở cửa tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, sáng làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều làm việc từ 1 giờ 30 đến 5 giờ 30. Xin cảm ơn quý vị.